Công việc béo bở nhất thế gian. Một người đàn ông đã nhận được một công việc rất kỳ lạ và béo bở. Anh ta đã được trả một số tiền lớn. Trong ngôi nhà của một người đàn ông lộn xộn đã qua đời trong những hoàn cảnh rất kỳ lạ, nhưng nó trở nên kỳ lạ hơn bởi vì người dân ở đó cho rằng một con quỷ đã ám ảnh ngôi nhà và những linh hồn ma quỷ liên tục chế nhạo những người dân đến sống trong ngôi nhà đó. Và ngôi nhà cũng có một lịch sử bị ám ảnh. Một số người thuê trước đó cũng đã qua đời trong những hoàn cảnh kỳ lạ. Anh ta nhận công việc dọn dẹp ở đây trong căn nhà, nhưng sau đó anh ta nghe thấy nhiều tiếng động và trông thấy một cái bóng trôi xung quanh nhà. Vì vậy, anh ta đi kiểm tra xem có bắt được điều gì trong ngôi nhà đó không. Cảm giác thật ớn lạnh, gần như có thể nghe thấy tiếng của ai đó hay cái gì đó đang rên rỉ trong nhà tắm. Nhưng anh ta hoàn toàn không thấy ai, không thấy bất cứ điều gì trong nhà tắm. Anh ta tìm kiếm khắp xung quanh xem âm thanh đó đang ở đâu. Rồi một thứ quái quỷ gì đó mà anh ta nói rằng nó lặng lẽ, đen tối lao vào anh ta dữ dội, không kịp trở tay, không kịp nhận biết bất cứ điều gì. Bạn nghĩ cái gì lao vào và âm thanh có thể là gì ở đây? Ma hay quỷ trong căn nhà mới mua để bán hàng? Một người đàn ông đã rất hào hứng khi mở cửa hàng, tổ chức tiệc và sự kiện riêng của mình tại một thị trấn nhỏ ở quê hương. Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi tiệc, thì một sự kiện lạ bắt đầu xảy ra bên trong cửa hàng. Anh ta tuyên bố rằng một trong những con búp bê mà họ thường bán tại cửa hàng đã bị rơi ra và gọi nó là con búp bê ma ám. Sau khi nhiều hoạt động liên tục xảy ra mà họ không giải thích được, cuối cùng anh ta đem nhốt con búp bê trong phòng vệ sinh và phát trực tiếp. Te voy a levantar. La dejé así. Yo la dejé así. Y la dejé encerrada. Sau khi để con búp bê trong phòng vệ sinh một lúc, anh ta quay lại kiểm tra. Las patas están muy aguadas. Mira, vamos a verlas. Bạn có thấy khi anh ta quay vào kiểm tra thì con búp bê mà anh ta dựng bây giờ đã nằm xuống sàn nhà vệ sinh. Bạn có thể nghĩ đó chưa phải là bằng chứng của cái gì đó siêu nhiên. Nhưng rồi sau đó, mọi thứ bắt đầu xảy ra thực sự kỳ lạ. Và một đêm không có tuyết rơi, khi anh ta đang làm việc muộn một mình, thì bất ngờ một trong những chiếc camera an ninh của cửa hàng đã phát ra tín hiệu có chuyển động của kẻ đột nhập trong cửa hàng. Ngay lúc đó, anh ta quyết định đi tuần tra và bị sốc đến tận cốt lõi bởi những gì anh ta tìm thấy. Một trong những con búp bê tại cửa hàng đang treo trên trần nhà đột nhiên bắt đầu di chuyển và nó chỉ xoay tròn dữ dội, mất kiểm soát. Vào một buổi sáng tại cửa hàng, khi một người giúp việc đang bận rộn xếp hàng lên giá, thì có thứ gì đó rất hung bạo tại cửa hàng.
một cái túi hàng đã tung ra khỏi giá về phía người giúp việc, khiến cô ấy la hét và bỏ chạy trong sợ hãi. Và một đêm khác, khi đó là gần 3 giờ sáng, anh ta nhận được báo động chuyển động từ camera an ninh tại cửa hàng. Và một lần nữa, anh ta hoàn toàn bị sốc bởi những gì đang xảy ra ở đó. Một cái hình đầu lâu kinh hoàng giống như khuôn mặt của thứ gì đó đang nằm dưới đống búp bê được lưu giữ tại cửa hàng. Nó thò đầu lên rồi biến mất ngay sau đó. Anh ta đi vào để kiểm tra nhưng không thấy gì ở đó. Bạn nghĩ ở đó có đang bị ma ám không? Cái đầu kỳ quái có thể là gì? Bóng ma hiện dưới cầu thang. Một người mẹ và con trai của mình vào một ngày đẹp trời khi cả hai đang ở nhà thì nghe thấy tiếng động dưới cầu thang đi xuống tầng hầm. Sau đó đến gần thì anh ta nhận thấy cánh cửa dẫn xuống tầng hầm đã tự đóng rồi tự mở ra. Và cả hai mẹ con nghe thấy âm thanh tiếng động của một cô gái nói hai từ giúp đỡ vang vọng ở dưới tầng hầm. Người mẹ yêu cầu cậu con trai không được đi xuống đó. Mặc dù cả hai mẹ con lại tiếp tục nghe thấy tiếng động dưới tầng hầm. Se escuchan ruido. Mamá. Sí, tranquilo. Mamá, ¿escuchaste? Sí, pero no bajes. No bajes, vente para acá. Tiếng động lớn được nghe thấy, nhưng mẹ của anh ta không cho xuống cầu thang. Bất cứ điều gì đang ám ảnh nhà của họ dường như đã khiến cho người mẹ sợ hãi đủ để phải tránh xa nó. Có lẽ người mẹ đã biết được một bí mật gì đó trong căn nhà ma ám. Người con trai quyết định đặt camera cố định và hướng về phía cầu thang xuống tầng hầm. Và một đêm nọ, anh ta nghe thấy tiếng động như có cái gì rơi ở dưới đó. Anh ta cố gắng chạy xuống để xem. Một cái chổi lau nhà rơi xuống dưới chân cầu thang, sau đó một màn sương khói bao phủ, rồi một cô gái xuất hiện dưới chân cầu thang. Khi anh ta chạy xuống thì không nhìn thấy cô gái, mà anh ta chỉ nhìn thấy một bức tranh đang bay ở dưới đó, là điều khiến cho anh ta chạy lên tầng trên. Bạn nghĩ căn nhà hai mẹ con đang ở có phải đang bị ám ảnh bởi bóng ma của một cô gái đó không? Bóng ma trắng hoạt động trong ngôi nhà. Anh ta đang tin chắc rằng ngôi nhà thực sự bị ám ảnh. Nhiều các sự việc hiện tượng xảy ra trong hơn một năm. Đáng lo ngại nhất là hoạt động huyền bí đã khủng bố gia đình anh ta, như cánh cửa tự mở vào mỗi đêm hay cái ghế tự di chuyển. Anh ta có vẻ gầy đi vì no nắng trong một thời gian dài. Và bây giờ những hoạt động huyền bí trong nhà đã trở nên dữ dội hơn. Sau nhiều đêm thức trắng vì những âm thanh lạ, anh ta đặt camera trong phòng ngủ của mình để ghi lại tất cả những gì có thể xảy ra. Vào một đêm nọ, khi anh ta và vợ của mình đang ngủ, lúc đó là vào khoảng 3 giờ sáng. Một cái bàn ở đầu giường bắt đầu rung chuyển dữ dội đến mức một trong những bức tượng nhỏ trên bàn rơi xuống. Anh ta đã bị đánh thức nhưng thực sự đang đóng băng vì đơn giản là đang quá sợ để ngồi dậy. Và một đêm khác, chiếc camera ở hành lang đi vào phòng tắm của nhà mình một lần nữa tuyệt đối ớn lạnh. Thank you.
Một cái gì đó vô hình dường như di chuyển rèm cửa bên phải. Bạn nghĩ có thể là do gió, nhưng rồi khi cánh cửa phòng tắm mở ra, một số thứ bên trong bị lém xuống. Và kỳ lạ nhất là một màn xương trắng đã di chuyển từ trái sang ngay trong phòng tắm rồi biến mất. Hai lần ma xuất hiện 3 giờ sáng trong ngôi nhà có nhiều nghi lễ. Hai người đàn ông đi đến một ngôi nhà lớn ở địa phương được xây dựng vào cuối thế kỷ 18 và đầu những năm của thế kỷ 19. Các nghi lễ được tổ chức ở đây và nhiều người tham dự tuyên bố rằng họ thấy những hình bóng kỳ lạ và những vật thể xung quanh tự di chuyển. Khi cả hai đang đi vào những căn phòng tối và hành lang của tòa nhà rùng rợn, họ bắt đầu hỏi bất kỳ thực thể siêu nhiên nào đang có mặt ở đây. Và trước sự ngạc nhiên của họ thì một cái gì đã trả lời anh ta. Anh ta bị sốc khi nghe tiếng đàn phát ra từ sảnh chính trong ngôi nhà. Họ lập tức đi kiểm tra cây đàn nhưng không có ai ở đó. Rồi họ đi vào trong một phòng hội trường và yêu cầu ma hãy thể hiện bản thân bằng cách hỏi xem có phải ma đang chơi đàn ở đây không. Piano here. Anh ta đã bắt được một cái bóng đen đang nhìn nén từ trong cánh cửa của một căn phòng. Không chỉ một mà hai lần cái bóng thò đầu ra. Cả hai đều không nhận thấy, nhưng sau khi anh ta vào trong để kiểm tra cùng một chỗ mà cái bóng đã nhìn ra thì không thấy gì ở trong căn phòng đó. Vậy bạn nghĩ ai đã động lên cây đàn tạo ra tiếng kêu và cái bóng đen hai lần hiện ra từ bên trong căn phòng đó có phải là ma? Bạn nghĩ màn xương trắng có phải là bóng ma đang ám ảnh trong ngôi nhà đó? Cái túi hàng bay về phía người giúp việc và hình bóng cái đầu thò lên trong cửa hàng đó là ma hay có thể là gì? Và hình bóng xuất hiện dưới chân cầu thang có phải là ma? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.